Chào mừng quý vị đến với kênh truyền thông của Lạc Việt. Thì sau đây sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng, cài đặt và kết nối một vài thao tác trên con mic không dây chuyên nghiệp Nosan này. Thì có nhiều bác cũng hơi bối rối bởi cái giao diện phức tạp điều khiển của con sản phẩm này. Đầu tiên là chỉnh âm lượng. Chỉnh âm lượng chúng ta sẽ chỉnh hai cái nút bên trên này. Đây, tăng âm lượng đây, giảm âm lượng đây. Nó có biểu tượng bên trên này nhưng chúng ta sẽ hơi khó chỉnh, nhìn nó không giống biểu tượng âm lượng cho lắm. Nhưng mà đây là chỉnh âm lượng từ 1 cho đến 50, 0 cho đến 50. Thì bên này chúng ta sẽ có hai cái nút bên trên với biểu tượng là mic cầm tay, bên dưới là nút màu xanh với biểu tượng là mic cài áo hay là bộ thu phát cài áo. Thì chúng ta có thể thêm một mic vào đây, có nghĩa là một bộ này chúng ta hai bốn mic với các nút chuyển nhanh như này để sử dụng rất là tiện ở trong các cái hệ thống. Khi chúng ta muốn lưu chế mic này lại, thông tin lại, nó sẽ lưu cả cái chế độ âm lượng các kiểu ở đây nữa. Thì bấm giữ, nó sẽ xếp lại. Và nút bên dưới cũng vậy. Ở đây có nút để dò tần số. Hiện tại là nó chưa kết nối được với mic nhá, thì em sẽ bấm vào đây, nó hiện chữ IR, sau đó em đưa màn hình mic vào đây. Đó, nó sẽ đồng bộ và đèn chuyển sang màu trắng, có nghĩa mic đã được kết nối. Ở bên này là nút set, có các chế độ khác nhau. Thì chúng ta có cái gì? Có kênh này, có exit này, có khóa này, có tần số này, vân vân. Đó, thì exit thì nó sẽ thoát ra. Lock thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chuyển sang chế độ lock on hoặc lock off. Lock on thì sẽ hiện cái này ở đây. Lock off thì nó sẽ tắt đi. Lock on thì sẽ khóa kênh tần số và cả âm lượng, thì chúng ta sẽ không điều chỉnh được nữa. Khi các bác setup xong mà không muốn người ta can thiệp vào thì chúng ta sẽ chọn lock on này, xong bấm set. Đấy, nó sẽ lock lại, chúng ta sẽ không thể điều chỉnh được cái âm lượng và thay đổi tần số được nữa. Đấy, nó sẽ cố định. Khi chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta bấm vào và chuyển sang lock off. Ok. Cái này là điều chỉnh độ nhạy. Mức ban đầu nó sẽ là -95 dB. Chúng ta sẽ có thể giảm -95 xuống còn -70. Đấy, từ -70 đến -95 là cái mức độ nhạy của cái mic này. Chúng ta có thể điều chỉnh một chút. Nó rất thực sự nó rất khác biệt so với dòng mic khác. Chúng ta có thể điều chỉnh độ nhạy ở trên đây.